Sau 2 năm 2019-2020 không được thành công do những ảnh hưởng bởi chấn thương, Phan Văn Đức đã trở lại vô cùng mạnh mẽ ở mùa giải 2021 trong màu áo của Sông Lam Nghệ An. Dù đội bóng xứ Nghệ vẫn đang đứng chót trên bảng xếp hạng, nhưng không thể phủ nhận nỗ lực của tiền đạo sinh năm 1996 với 5 bàn thắng tính đến thời điểm này của mùa giải. Cùng đến với 5 pha lập công, đã trực tiếp đem về 7 trên 10 điểm cho Sông Lam Nghệ An tại V-League 2021. Ngay ở vòng đấu mở màn, Phan Văn Đức đã mở tài khoản cho đội bóng xứ Nghệ bằng bàn thắng trên chấm phạt đền giúp Sông Lam Nghệ An giật lại được một điểm trước Tân Bình Doppelgem Bình Định. Đáng chú ý, chính Văn Đức là người mang về quả đá phạt 11m khi đưa bóng chạm tay Thanh Hào trong vòng cấm. Không phải bàn cãi gì cả, rất nhanh sẽ là phạt đền. Có thể nói cho đến lúc này thì Sông Lam Nghệ An đang chơi rất tốt, mặc dù họ chơi thiếu người. Và Bình Định cũng cần phải nhìn nhận lại lối chơi của mình. Họ chơi hơn người, nhưng lối chơi và thế trận của Bình Định là không hơn nhiều so với Sông Lam Nghệ An. Hoàn toàn chính xác, đây là một quả phạt đền không thể cãi vào đâu được. Dương Thanh Hào đã giấu tay đi nhưng không thể kịp. Đi solo một đều. Phan Văn Đức đã đánh lừa được Minh Hoàng trong tình huống vừa rồi. Bản lĩnh của một tuyển thủ quốc gia đã giúp cho Sông Lam Nghệ An có bàn thắng quân bình tỷ số ở phút thứ 55 của trận đấu. Nó đến từ một pha phạt đền rất hay. Trận đấu đang diễn ra rất hay. Khi Sông Lam Nghệ An đang gặp khó khăn thì họ đã có được một tình huống đá phạt đền và Phan Văn Đức đã thành công. Không có bất kỳ một cơ hội nào cho thủ thành bên phía Doppelgem Bình Định. Minh Hoàng đã đoán sai hướng đá phạt đền của Phan Văn Đức. Bàn thắng đầu tiên của Phan Văn Đức ở mùa giải năm nay. Vui mừng của ban huấn luyện câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Đến vòng 5, Sông Lam Nghệ An phải làm khách trên sân Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng đang có phong độ cao. Dù bị dẫn trước từ rất sớm, nhưng hai siêu phẩm của Văn Đức là đủ để giúp đội bóng xứ Nghệ lội ngược dòng thành công và giành chiến thắng chung cuộc. Nếu như bàn thắng đầu tiên là một tình huống khống chế rồi duỗi mu sút bóng cực hiếm thấy ở các chân sút Việt, thì bàn thắng thứ hai lại là một pha cớ lòng hoàn hảo. Đúng là một trận đấu miễn chê của Phan Văn Đức. Là họ không nghe thấy. Một lần nữa Phan Văn Đức tự chọn cho mình một khoảng trống. Một lần nữa Phan Văn Đức khống chế bước một hoàn hảo, và cùng với đó là một pha ra chân ở chất lượng rất cao, ở đẳng cấp rất cao, một bàn thắng cực đẹp của Phan Văn Đức. Chắc chắn sẽ là ứng cử viên cho bàn thắng đẹp của vòng đấu này, và không những thế, nó còn là ứng cử viên cực đẹp cho vòng đấu. Không có thể có gì để bàn cãi về bàn thắng này, thực sự là một siêu phẩm ở đẳng cấp quốc tế. Pha đỡ bóng bước một rất vừa vặn để bóng nảy lên phía trước mặt. Ngay sau đó là một cú vuốt bóng ở đẳng cấp rất cao. Phan Văn Đức đã trải qua một quãng thời gian tương đối khó khăn bởi những chấn thương và có bàn thắng. Chúng ta hãy cùng quan sát lại bàn thắng này một lần nữa ở một góc quay cực kỳ đẹp mắt. Bùi Đình Châu. Ít phút trước chúng ta còn thấy Đình Châu nằm trên sân và cần đến sự Phan Văn Đức. Nguy hiểm, tuyệt vời, siêu phẩm của Phan Văn Đức, không thể có gì tả được với niềm vui của Phan Đức lúc này. Màn trình diễn có thể nói là 10 điểm trọn vẹn của Phan Đức, cho dù lúc này mới là phút thứ 65 của trận đấu. Một mình Phan Văn Đức đã đánh bại SHB Đà Nẵng với hai siêu phẩm. Trước sự bất lực của thủ thành Tuấn Mạnh, ngay cả việc mà đưa ra quyết định giảm dứt điểm ở vị trí mà Phan Văn Đức đang có cũng là một điều quá tuyệt vời. Và không những thế, anh còn biến những suy nghĩ, những hành động của mình thành hiện thực một cách hoàn hảo. Bàn thắng quá đẹp của Phan Văn Đức. Cú cứa lòng mẫu mực về phía góc cao, bóng đập bên trong cột dọc và bắn thẳng vào lưới. Bản thân tôi cũng không nghĩ rằng Phan Văn Đức có thể dứt điểm trong pha bóng vừa rồi. Những pha xử lý thực sự là mẫu mực và xem đi xem lại không biết chán. Chặt bóng bằng chân trái. Chúng ta hãy cùng xem lại một lần nữa. Hãy lặng im và chiêm ngưỡng. Cả hai bàn thắng của Phan Văn Đức đều là hội tụ của những tinh hoa. Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa đường chuyền tuyệt vời của Bruno, cái ngoặt chân trái và cái gạt bám ngoài.
Hai bàn thắng còn lại của chân sút 25 tuổi đến ở trong trận đấu Sông Lam Nghệ An tiếp đón BK Mách Bình Dương trên sân Vinh. Đây đều là những tình huống thể hiện nhãn quan chiến thuật cực tốt của Phan Văn Đức. Nhìn vào những bàn thắng mà tiền đạo sinh năm 1996 ghi được tính đến thời điểm này của mùa giải, không quá khó hiểu khi Sông Lam Nghệ An đã làm mọi cách để giữ chân thành công viên ngọc quý trong hành trình trụ hạng khó khăn phía trước. Phan Văn Đức đã ghi tên mình trên bảng tỷ số và tạo ra được cách biệt 1-0 dành cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Một thế trận hoàn toàn cân bằng đã diễn ra kể từ thời điểm trước khi Phan Văn Đức ghi bàn. Nhưng đó là tình huống mà ông Kim An Un đã không thể bỏ qua được, một điểm nhấn dành cho Phan Văn Đức. Niềm vui dành cho các cổ động viên của Sông Lam Nghệ An. Niềm hy vọng của đội bóng xứ Nghệ mang tên Phan Văn Đức thêm một trận đấu nữa đã tỏa sáng. Trước đó là một đường chọc khe rất hay của Bruno Henrique dành cho Văn Việt. Và thực tế thì pha xử lý của Văn Việt cũng vô cùng ấn tượng. Nó khiến cho tình huống xoạc bóng của Raboli trở nên thành vô nghĩa. Bàn thắng thứ tư của Phan Văn Đức trong ngày mà anh là chủ nhân và được trao thưởng bàn thắng đẹp của tháng 3. Một tình huống phối hợp hay, một tình huống phối hợp bộ ba tam giác giữa Bruno Henrique, Văn Việt và người kết thúc là Phan Văn Đức. Thiện Đức đã để mất bóng. Pha chạm bóng đầu tiên của Mạnh Quỳnh. Phạm Văn Đức có đủ quân số tấn công. Phạm Văn Đức 2-0, lại là một cú đúp. Cứ không ghi bàn thì thôi, cứ mỗi lần ghi bàn thì số 20 của Sông Lam Nghệ An phải ghi được hai bàn thắng mới thỏa mãn. Sau cú đúp trên sân Hòa Xuân thì bây giờ hai bàn thắng của Phạm Văn Đức trong ngày mà câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đang rất cần một chiến thắng để cắt mạch 3 trận thua liên tiếp. Phút thứ 81 và Phan Văn Đức vẫn là ngòi nổ nguy hiểm nhất bên phía câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Và ngày hôm nay người ta sẽ ví von rằng Phan Văn Đức 2 và BK Mách Bình Dương 0. Quan sát rất kỹ và chọn một cú cứa lòng đánh bại toàn bộ hệ thống phòng ngự và thủ môn Sơn Hải của BK Mách Bình Dương. Tất cả mọi thứ là hoàn hảo, không một ai áp sát với pha dứt điểm vừa rồi của Phan Văn Đức. Người vào sân thay người Mạnh Quỳnh đã thực hiện để lại điểm nhấn của mình. Đây chính là pha dứt điểm sở trường của Đức Cọt. Quá nhiều khoảng trống, thời gian để ngắm nghía. Trên đây là toàn bộ các pha lập công của Phan Văn Đức ghi được năm 2021 trong màu áo của đội bóng xứ Nghệ. Hãy thường xuyên thưởng thức cũng như chia sẻ các video của kênh VFF Media nhé.